Các bạn đã biết chơi audio là một bộ môn nghệ thuật, đồng thời đây là một thú vui tao nhã, chỉ những người trong cuộc mới hiểu được hết những cái hay, cái đẹp, những cái giá trị mà mỗi thanh âm có thể đem lại cho chúng ta. Nhưng đây là một bộ môn nghệ thuật, nghề chơi thì vốn lắm công phu và chơi audio thì càng phải nhiều công phu. Có rất nhiều người đã đầu tư về thời gian, tiền, bạc, công sức và có thể không đếm, không kể hết được. Nhưng ở đó thì bù lại chúng ta sẽ tìm thấy những niềm vui mà chỉ chúng ta mới hiểu được thôi. Mỗi khi chúng ta phối ghép được thành công một cấu hình theo ý muốn của mình, theo cái màu âm của mình và theo cái sở thích của mình thì đó là cái niềm vui vô kể. Nó giống như chúng ta được ăn một bữa ăn ngon mà không thể nào miêu tả được bằng lời, đó chính là món ăn tinh thần. Thì các bạn thân mến, chúng ta lại nói về loa thì có vô vàn nhiều điều lắm. Chúng ta nói về loa thì có lẽ chúng ta nói cả ngày không hết, nói cả tháng không hết. Bởi vì các bạn thấy là mỗi một cái hãng audio lại có một cái triết lý riêng trong việc thiết kế ra những cái sản phẩm audio của mình. Và lại có nhiều model hướng vào nhiều phân khúc, hướng vào nhiều sở thích, hướng vào nhiều nền văn hóa. Như vậy là các bạn thấy rõ ràng chơi audio là một cái thú vui mà nói mãi, nói lê thê cũng không bao giờ hết được. Tùy theo cái trình thẩm, tùy theo cái cảm nhận, tùy theo hiểu biết và cái sở thích của mỗi người mà nó lại là những cái câu chuyện lê thê. Bán hàng mới thì các bạn biết rồi, chỉ cần cầm tiền ra hãng mua một sản phẩm, một bộ âm thanh mới tinh là xong. Nhưng các bạn thấy rõ ràng cái điều đó thì nó dễ dàng quá thì ta lại cũng không thích. Và các bạn thấy là chơi hàng bãi thì mỗi một sản phẩm, mỗi một model, mỗi một thiết bị, mỗi một cái sản phẩm audio lại là những cái câu chuyện mà nó dài lê thê. Nó gắn với tiến trình phát triển của lịch sử audio, nó gắn với thú vui của cha ông, của những thế hệ đi trước chúng ta. Như vậy các bạn thấy rất rõ là chơi audio, đặc biệt là chơi hàng bãi thì nó có những cái câu chuyện rất hay ở trong đó, nó kèm theo rất là nhiều điều. Ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về một vài cái cách để giúp cho các bạn có thể lựa chọn những cái cặp loa để có thể phù hợp với cái cách nghe, cách chơi của các bạn. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Những bạn có Facebook nhớ dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio nhớ gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp và những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, trước mắt các bạn là một trong những cặp loa mà những người chơi hàng bãi, đặc biệt là chơi những dòng Pioneer của Nhật thì không thể nào không biết đến. Đó chính là cặp loa Pioneer S9500. Thì các bạn biết đối với những dòng 9500 này nó có rất nhiều những cái biến thể khác nhau: 9500, 9500 DR, 9500 2 la mã, 3 la mã vân vân. Nhưng các bạn thấy ở cái phân khúc này thì người ta đặc biệt yêu thích dòng S9500. Và các bạn lại nhớ cho tôi rằng dòng S là dòng hay nhất của hãng Pioneer. Các bạn nhớ không phải là những điều này do những người bán hàng nói ra đâu, mà đó là một trong những cái điều mà rất nhiều những cái thế hệ chơi audio từ trước đến nay nhận định. Và kể cả trên các tạp chí audio người ta cũng bình luận rất sâu về cái dòng S của Pioneer. Dòng S thì có rất nhiều các model, nhưng các bạn thấy đây là thường thường thì hãng sẽ đầu tư những cái công nghệ cao cấp nhất, tân tiến nhất để tạo ra những sản phẩm như thế này. Các bạn thân mến, trước mắt các bạn thì tôi nhắc lại đó là cặp loa Pioneer S9500. Nó sử dụng 3 đường tiếng với một bass 30. Nhiều người thì cứ nói với các bạn là bass 32 thì người ta đo cả cái vành loa, nhưng mình nói cho nó chuẩn là nó khoảng 30. Và các bạn nhìn thấy một loa trung đồm rất lớn. Loa trung đồm lớn thì đương nhiên là cái lời nó rất là mạnh rồi. Và một cái chép Rigbon, các bạn nhìn thấy chép Rigbon thì thông thường nó sẽ quét những tần số cao lắm. Và cái tần số sóng âm ở giải cao có thể quét càng cao thì tiếng chép càng mịn. Đó là điều đương nhiên rồi. Cặp loa này có trở kháng 6,3 ohm và công suất cực đại là 180 W một thùng. Như vậy các bạn thấy là thông thường nghe nhạc trong nhà thì chỉ cần vài chục W là quá đủ rồi, nhưng công suất có thể lên đến 180 W thì các bạn thấy rõ ràng là những dòng loa này có thể hướng vào chơi những không gian rất là lớn. Thế thì các bạn thấy là hiện nay trên thị trường, nếu như các bạn thích chơi những cái dòng khủng, đây, những dòng kiểu như Sherwin Vega AT100 này, bass 40 của Mỹ này thì nó rất là bạo lực. Đấy, những dòng này thì có giá 30 triệu đồng. Dòng AT100 nó xuất về thị trường châu Âu mà bass 40 hai loa mid và một cái loa chép có lỗ thông hơi phía sau. Dòng này thì lại có thể nghêu ngao cả KK nữa. Thế các bạn thấy đây là một trong mẫu loa chơi bạo lực và rất là đa năng ăn khách của Sherwin Vega. Nhưng các bạn thấy nếu như nói về loa Nhật thì Pioneer có lẽ vẫn là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng và được nhiều người yêu thích nhất ở lĩnh vực loa. Tôi nói về lĩnh vực loa đã, còn không nói đến âm ly hay lọc xì hay đầu CD, cái đó thì chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng các bạn thấy thì thông thường những cái dòng loa của Pioneer ấy, thì cũng thế, cũng hướng vào nhiều phân khúc lắm, có nhiều model lắm, cao cấp, siêu cấp, rồi những dòng bình dân, rồi kể cả những cái dòng hàng cỏ đều có cả. Thế các bạn thấy rất rõ là một cái hãng lớn mà nó hướng vào rất nhiều cái thu nhập và hướng vào nhiều cái định hướng khách hàng trong xã hội, thì đương nhiên hãng sẽ có cái sự dày công nghiên cứu rất sâu về cái thị hiếu của người tiêu dùng, cũng như bố trí những model nào đó mà được tích hợp những cái công nghệ nào đó nó phù hợp với cái thu nhập của cái tầng lớp nào đó trong xã hội. Các bạn thân mến, các bạn nhìn vào trước mắt ấy, thì các bạn sẽ thấy cặp loa này là cặp F9500.
Đây là mẫu mà các bạn nhìn thấy vỏ của nó sử dụng vân cũng rất là đẹp và nó có chiều sâu, rất là có chiều sâu. Nếu các bạn nhìn bằng mắt thực tế, carbon này thì tuyệt đẹp rồi. Có lẽ chúng ta không phải nói về cái tình trạng nữa, chỉ thiếu cái thùng xốp thôi. Hàng rất là đẹp và tuyến loa đều tam tắp. Chúng tôi đã dán tem bảo hành ở sau mỗi củ loa, ở nam châm loa rồi. Và phân tần của dòng này thì các bạn nhớ đây là dòng này, ở cái dòng S9500 ấy, là trong cái phân khúc này thì thằng này có cái phân tần gấu nhất, khủng khiếp nhất, nhìn đáng sợ nhất. Và củ nam châm của con Bát của nó cũng thế, rất là khủng khiếp. Đấy. Các bạn thân mến, tại sao lại như vậy ạ? Thế thì các bạn thấy là trong việc mà chơi nhạc vàng này thì vẫn nhiều người thích nhạc mạnh lắm. Tức là chơi nhạc vàng rất nhiều người thích tiếng Bát nó phải oánh thình thịch thình thịch thình thịch. Đấy, kể cả nghe những cái bài như là Chuyện tình mộng thương, Chuyện tình Lan và Điệp mà Hoàng Oanh Trung Chỉnh hát ấy, những Đốm mắt Hỏa Châu, hay là những cái liên khúc của Kiều Nga Trung Hành, hay như là những cái liên khúc Tuấn Vũ, liên khúc Chiều Mưa, đấy vân vân. Thì các bạn thấy là những cái dòng loa này thì nó đáp ứng rất là tốt. Tại sao lại như vậy ạ? Thì bởi vì trong việc chơi nhạc vàng ấy thì nhiều người lại chủ yếu là muốn nghe cái giọng hát là chính thôi, yêu cầu cái tiếng mid nó nổi, cho nên là nhiều người đã chuyển sang chơi những dòng đồng trục kiểu tenor như thế này. Đấy. Thế thì các bạn lại thấy là nhiều người lại muốn chơi hài hòa cả ba giải âm thì người ta sẽ lựa chọn những cái dòng loa thường thường là sử dụng màng giấy. Đấy, thường thường sử dụng màng giấy. Thế thì những người thích bát nặng, đối với những người thích bát nặng, tôi nhắc lại nhé, và phần lớn hiện nay thì anh em rất nhiều người thích bát nặng, thì người ta lại hay hướng vào một là mua bát 40 kiểu như thằng S955 này này đấy, hoặc là người ta sử dụng những dòng bát 30 nhưng màng carbon, hoặc là một cái xu hướng nữa đó là mua cái dòng loa mà nó nhồi nhiều cái loa bát nhỏ vào một thân thùng, ví dụ như là có thể là bát 25 hoặc là bát 20 thôi, nhưng nó có thể nhồi 2, 3, 4 hay thậm chí là 5 cái bát vào trong một cái thân thùng để tranh thủ cái sự cộng hưởng của lòng thùng. Thế thì các bạn thấy là những cái dòng loa màng carbon kiểu như Onkyo D77, D77X, D772X, rồi những dòng Kenwood kiểu 90HR đấy, thì các bạn thấy là đó là một trong những cái dòng loa mà dành cho những người thích tiếng bát nặng. Đấy, cảm giác như kiểu là có cái gì nó dội vào người mình ấy, và ngồi nghe lớn một chút là cảm giác như kiểu mình bị nhấc lên khỏi sofa. Thì đó là những cái cách chọn cho những người chơi bát nặng. Nhưng cái mẫu trước mắt các bạn này này, là cái mẫu S9500 này này, thì nó lại dung hòa được hai cái yếu tố. Một là nó sử dụng bát vật liệu giấy trung đôm lớn thì đương nhiên là cái mid mạnh và dày nổi ấm, nhưng bù lại một con chép ribbon có tần số siêu cao ở phía trên sẽ quét giải cao cho nên lạnh lót. Và các bạn thấy là loa bát của con này ấy, thì các bạn thấy thông thường thì hay những cái dòng mà nó hay sử dụng gân này này, là gân xếp vải tẩm dầu lượn sóng, thì nó sẽ hạn chế cái biên độ dao động và nó hướng vào chơi khá hài hòa các giải âm. Nhưng đối với thằng này các bạn nhìn thấy này, bát của nó sơn một cái lớp sơn ở phía bề mặt bên ngoài để tạo ra cái độ cứng giúp cho cái loa bát nó hoạt động ổn định và nó sẽ tránh được những hiện tượng cộng hưởng ở mặt sau sóng âm theo chiều đứng ấy, tức là cái sóng âm cộng hưởng ở theo chiều đứng ở thân thùng ấy. Và thứ nữa là các bạn thấy nó sử dụng gân, đó là gân mút. Đấy. Cái biên độ dao động của nó rất lớn, cái độ đàn hồi thò thụt rất lớn và nó tạo ra cái áp suất trong lòng thùng rất là mạnh và nó giúp cho tiếng bát trở nên mạnh mẽ. Nhưng các bạn thấy là những người thích chơi bát nặng thì chơi dòng này là quá đúng rồi. Nhưng nó lại bù lại nữa là các bạn lại chơi được cả những dòng nhạc cần cái sự thánh thót và nổi về lời. Thì các bạn nhìn cái loa chung của nó đã nói lên tất cả rồi. Và các bạn thấy là ở cái dòng này này, bát giấy này, trung đôm này, chép ribbon này, đó là một cái sự phối hợp nó hài hòa lắm. Trong cái sự ấm áp của cái giải trầm thì các bạn sẽ thấy cái phần trung trầm, tức là phần trầm ấm của nhạc cụ cũng như là cái phần trầm ấm của lời ca sĩ sẽ được hỗ trợ bởi cái vật liệu giấy ở cái loa bát này. Đấy. Và các bạn biết rồi, hiện nay thì có nhiều cái vật liệu lắm, nào thì sợi tổng hợp, nào thì sợi Kevlar, nào thì màng giấy, nào thì màng carbon, nào thì sợi tổng hợp. Nhưng tất cả các nhà khoa học người ta cũng nhận định rằng chỉ có vật liệu giấy vẫn cứ là vật liệu chế tạo loa hay nhất. Mà không phải đương nhiên, không phải vì như vậy mà các bạn thấy là những cái vật liệu khác nó không hay. Nhưng các bạn thấy phần lớn các dòng loa trên thị trường hiện nay tỷ lệ lớn là sử dụng vật liệu giấy. Đấy, thì tôi đã có một video nói rất sâu về cái chuyên đề này rồi. Các bạn thân mến, nói tóm lại thì đối với cái cặp loa Pioneer S9500 này, nó sẽ giúp cho các bạn có thể thỏa mãn được hai cái nhu cầu. Một là chơi bát nặng giống như những dòng màng carbon. Đấy, dòng này nó gấu lắm, cái phân tần của nó gấu lắm, điều này tôi đã nói rồi. Và hai nữa là cái nam châm của nó rất mạnh, cái nam châm của nó tạo ra cái từ tính rất mạnh, cho nên là các bạn sẽ thấy là cái tiếng bát của nó sẽ rất là dã man. Thứ hai nữa là cái phần loa chung của nó là chung đôm dày mà nó lớn như thế kia, cho nên là cái
tiếng Trung nó rất là mạnh, nổi. Những người thích nghe đấy, để thưởng thức cái hay trong giọng hát của cái ca sĩ mình yêu thích, thì mua cặp loa này rất là hài hòa, hợp lý. Và ở cái giải cao thì các bạn sẽ thấy con Chabrik Bon này, như tôi vừa nhắc ở lúc trước rồi, nó quét rất là mịn. Và các bạn thấy là một cặp loa chơi được tiếng những dòng mà dành cho những người thích bass nặng, nhưng lại đáp ứng được nhu cầu của những người muốn nghe tiếng mid nhiều, nổi. Đấy, thì nó đáp ứng được. Và những người lại thích là tiếng chép trở nên là sang, mịn, lành lót. Và mỗi khi cái tiếng chép nó đánh leng keng thì cảm giác như có một cái lớp hơi nước nó nảy lăn tăn trên mặt hồ, nó gợn trên mặt hồ. Những cái tiếng reng reng rất là nhỏ ở phía dưới, thì các bạn sẽ cảm nhận thấy rất rõ đầy đủ cái điều đó ở trên cặp loa này. Nói tóm lại một câu là các bạn sẽ thấy là nó chơi khá đa năng. Đấy. Nhưng mà đa năng ở mức độ nào thì các bạn nên lựa chọn âm ly phối cho nó phù hợp. Thì đối với dòng này các bạn thích đánh bằng đề nông 940V cũng được. Các bạn có thể đánh bằng những cái dòng âm ly san xuôi kiểu 707 Decat, 607 Decat, 907 Decat, 907 XCHA, 607 XCHA, hay những cái dòng âm ly mặt vàng MR hay MRK vân vân của Sansui, thì các bạn sẽ thấy rất là hợp lý. Và những người thích cái sự trong sáng nhẹ nhàng thì có thể đánh bằng Luman 68A hay những cái dòng Luman nói chung, thì các bạn sẽ thấy âm thanh của nó rất là trong trẻo. Nhưng đánh bằng Luman thì sẽ non bát. Các bạn nhớ là đánh bằng âm ly Luman vào đây thì nó non bát và nó sẽ chơi theo kiểu nhẹ nhàng thôi. Mát nặng, cứ để nông Sansui vụt thì chắc chắn các bạn sẽ hài lòng. Đấy, thì có rất là nhiều cái cách lựa chọn, nhưng mà ở đây là một vài cái điều mà tôi gợi ra và để các bạn thấy là ở cái dòng S9500 và các model biến thể sau này của nó ấy, thì đều có cái thế mạnh riêng. Nhưng những dòng biến thể sau này của thằng S9500 ấy, thì lại chủ yếu nó hướng vào chơi nhạc mạnh thôi, còn khi chơi cái nhạc nhẹ thì nó không được tinh tế lắm. Bởi vì khi nó sử dụng màng carbon thì cái độ nặng của nó, tức là cái trọng lượng tự trọng của nó, của cái màng ấy, thì nó đã rất là lớn. Và đương nhiên nếu khi cái tự trọng của nó lớn thì các bạn sẽ thấy là cái phản ứng chính xác với cái sóng âm từ cái điện áp của âm ly đưa vào là nó sẽ chậm chạp nhất định, nó sẽ có cái độ trễ nhất định và sẽ tạo ra cái hải âm nhất định. Đấy, các bạn thấy là có những cái dòng loa toàn giải người ta làm bằng vật liệu đó là cái sợi tơ chuối, nó mỏng đến mức độ là không có cái máy móc nào có thể làm được cả, và cuối cùng là chỉ có làm bằng thủ công thôi. Đấy, và nó trọng lượng nó rất là nhẹ và nó siêu nhẹ. Cho nên các bạn thấy là những cái dòng loa toàn giải, nhiều bạn mua cứ bảo sao đắt thế, nhưng loa toàn giải nó đắt là nó có lý do của nó. Một là cái vật liệu, hai nữa là người ta làm bằng thủ công, nó không có số lượng nhiều. Làm thủ công thì nó không thể nào với có cái số lượng lớn như làm bằng máy được. Và đặc biệt là cái công lao người ta đầu tư vào đó nó rất là nhiều, cho nên có những cặp loa toàn giải nó rất là đắt. Đấy, thì các bạn thấy là chơi cái dòng loa phổ thông 3 đường tiếng hay 4 đường tiếng này thì nó cũng kiểu như vậy. Các bạn thân mến, có nhiều điều nữa tôi muốn nói thêm nhưng dung lượng video clip khá dài, tôi dừng lại ở đây và tôi sẽ nói ở một cái video clip khác chuyên sâu về một số cái mẫu loa mà giúp cho các bạn có thể lựa chọn để nghe nhạc vàng, hay là chơi nhạc mạnh, hay là chơi dòng nhạc trẻ, hay là chơi những cái dòng hòa tấu thính phòng vân vân, làm sao để nó phù hợp với sở thích của các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.